quân đội Ukraine đã thông báo rằng họ đã thực hiện một cuộc tập kích thành công vào sở chỉ huy của một trung đoàn quân đội Nga tại tỉnh Belgorod, có vẻ như là sử dụng bom dẫn đường. Không quân Ukraine đã phối hợp với các lực lượng khác trong quân đội để tấn công thành công sở chỉ huy của một trung đoàn bộ binh cơ giới của đối phương tại Nehodipka, tỉnh Belgorod. Chúng tôi ghi nhận các vụ nổ và mục tiêu đã bị tấn công, quân đội Ukraine thông báo trên mạng xã hội vào ngày 23 tháng 6 đại tá anatoly tờ fan của ukraine cũng đã đăng một đoạn video ngày hôm đó cho thấy hai quả bom lần lượt rơi xuống một tòa nhà trên một cánh đồng gây ra một vụ nổ lớn và khói đen bao phủ khu vực mặc dù thông báo của quân đội ukraine không đề cập đến loại vũ khí cụ thể được sử dụng militerni cổng thông tin điện tử của họ cho biết rằng kiev đã sử dụng bom dẫn đường mục tiêu này của đối phương được sử dụng để điều phối hoạt động trên chiến trường lập kế hoạch hành động và thiết lập các phương án phòng thủ Milly cho biết. Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận gì về thông tin này. Tuy nhiên, cơ quan này cùng ngày cho biết họ đã bắn hạ tổng cộng 33 máy bay không người lái, UAV của Ukraine tại bốn tỉnh trên lãnh thổ Nga, nhưng không nhắc đến vùng Belgorod. Ukraine sở hữu một số loại bom dẫn đường được chuyển giao từ phương Tây, bao gồm các loại như JDAM của Mỹ và Hammers của Pháp. Vào tháng 5, Washington đã cho phép Kiev sử dụng các loại vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga tại tỉnh Belgorod, giáp ranh với tỉnh Kharkov của Ukraine. Phát ngôn viên Patrick Trader của Lầu Năm Góc đã thông báo vào ngày 20 tháng 6 rằng Mỹ đã nới lỏng các hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí Mỹ để tấn công các lực lượng Nga đang chuẩn bị tấn công từ phía bên kia biên giới ở bất kỳ khu vực nào. Bom dẫn đường là những quả bom thông thường được trang bị thêm cánh và hệ thống dẫn đường để tăng khả năng bay xa và độ chính xác. Loại bom này có thể được thả từ máy bay ở khoảng cách xa, gây khó khăn đối với phòng không của đối phương trong việc đối phó. Trong suốt 6 tháng qua, lực lượng Nga đã liên tục tấn công Ukraine bằng các loại bom lượng từ các máy bay chiến đấu như Su-34. Một video được đăng trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 6 đã cho thấy rằng Moscow có vẻ đã thả bom dẫn đường FAB 3000 nặng khoảng 3 tấn, xuống một tòa nhà tại tỉnh Kharkov, đánh dấu lần đầu tiên loại bom lượng này được sử dụng trong chiến đấu tại Ukraine. Ukraine đã nhiều lần sử dụng các loại bom dẫn đường do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu Nga từ khi xung đột bắt đầu, tuy nhiên hiệu quả của chúng được cho là không cao do bị các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương làm nhiễu. Chủng tướng Serhiy Holubsov, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết vào giữa tháng này rằng, Kiev đang phát triển một loại bom thông minh và dự kiến bắt đầu thử nghiệm trong tháng này.